Quý Mẹo Mèo Đi Giáp Thìn trồng tới, nhà nhà phơi phới đón Tết mừng xuân. Hãy cùng hòa trong không khí của đêm giao thừa đầy cảm xúc với chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Mừng Đảng Quang Vinh Mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, diễn ra lúc 21:50 ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức đêm 30 Tết, tại khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng Quang Vinh Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt qua âm điệu ngũ cung sâu lắng cùng các nghệ sĩ tài danh, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh, nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Vương Sang, nghệ sĩ ưu tú Vương Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê, hòa cùng những giai điệu ngọt ngào với các ca sĩ Cẩm Ly, Thùy Trang, Phương Anh và Vũ Đoàn Bạch Dương. Bằng lối dẫn duyên dáng, MC Vũ Mạnh Cường và Huỳnh Giao sẽ hội ngộ cùng quý khán giả. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 21:50 ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức đêm 30 Tết trên kênh NL34, phát hành trực tiếp trên sóng FM 96.9 MHz, livestream trên fanpage và kênh YouTube Long An TV của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Ngay sau chương trình văn nghệ sẽ là những màn pháo hoa lung linh rực rỡ đón giao thừa diễn ra tại bờ kênh sông Vàm Cỏ Tây, khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sẽ truyền hình trực tiếp để phục vụ quý khán giả gần xa. 21:50 ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức đêm 30 Tết Giáp Thìn. Kính mời quý vị cùng đón theo dõi.